Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 5 Scribbly Zambai. Tại sao trước khi truyền dữ liệu USB của tên tiến sĩ có dòng chữ Controller 19, nhưng ngay sau khi truyền dữ liệu, USB này lại biến thành Virus 19? Chuyện gì đã xảy ra? Nhân vật bí ẩn mà chúng ta thấy ở cuối tập phim, anh ta là ai và anh ta đến từ đâu? Và còn rất nhiều bí ẩn sẽ có ở trong tập phim này. Ở đéo đâu mà lắm bí ẩn thế? À, em nói thế để cho video nó nguy hiểm lên thôi. Đi vào mày con, đi vào mày tao lấy mày. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và bây giờ, hãy chọn cho mình một chỗ đứng thật rộng rãi và chúng ta cùng quẩy lên thôi. Mở đầu tập phim là cảnh nối tiếp từ cuối tập 4. Nope. Lúc này, hai anh chàng cameraman bị Dark Speakerman Zambai tấn công. Tưởng chừng như hai anh sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhưng bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra và Speaker Zambai đã bị một bức tường đè trúng. Hóa ra đó là một máy bay cứu viện đến giúp đỡ. Biết được bức tường đó không thể giữ được Zambai Speaker, đội quân của chúng ta nhanh chóng tiến vào qua cánh cửa. Họ đã tiến vào một lối đi. Trên tường có ghi dòng chữ B67. Mình thực sự không biết chính xác nghĩa của dòng chữ này, nhưng mình đoán có lẽ đây là ký hiệu của căn phòng thí nghiệm. Và rồi anh chàng Skibidi đầu trọc này tiến đến công tắc bảo mật và đọc mật mã. Skibidi. Trời, mình thật bất ngờ vì mật mã này. Sao mà nó lại dễ thế nhở? Thưa ông im mẹ à mồm đi. Sau khi cánh cửa mở ra, thật bất ngờ hơn, bên trong là một căn phòng nghiên cứu. Nhưng có vẻ nó đã có một vụ nổ hay thứ gì đó đã phá hủy ở đây, mà đến bây giờ lửa vẫn đang cháy. Ngay giây tiếp theo, chúng ta phát hiện một bất ngờ lớn. Các bạn có thấy gì không? Nope. Đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát bức ảnh này. Đây chính là những nhân vật Skibidi trong đa vũ trụ Multiverse, kèm theo dòng chữ họ đã ở đây. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được phần nào câu chuyện mà Monster Up muốn giới thiệu mọi người. Những nhân vật của Skibidi phiên bản đa vũ trụ đã đến phòng thí nghiệm và cũng có thể có một sự hợp tác nào đó giữa hai lực lượng. Và họ đã chụp với nhau một bức hình làm kỷ niệm. Nhưng quan sát bức hình thật kỹ, chúng ta chỉ có thể nhìn rõ hai nhân vật tộc The Real Man, còn một nhân vật đang bị che mờ bởi dòng chữ hia này. Có lẽ là bí ẩn của tập phim. Các bạn nghĩ đó là ai? Hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Và bên cạnh tấm ảnh này là dòng chữ cảm ơn và một loạt cái tên xuất hiện ở đây. Mình đã tìm hiểu, đây chính xác là tên của các kênh YouTube nổi tiếng trên thế giới. Họ đang phân tích và đăng tải về phiên bản Skibidi Zambai này. Tiếc thật, lại chưa có tên kênh Boom Game của mình nhỉ. Chính vì vậy, các bạn nhanh tay giới thiệu bạn bè, kêu gọi mọi người nhanh chóng biết đến kênh của mình. Biết đâu một ngày nào đó, mình cũng được xuất hiện lên video thì sao? Quá chuẩn luôn! Giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào trong. Và đây rồi, thứ mà anh chàng camera muốn tìm chính là đây. Một khẩu súng mang ký hiệu X-18. Nope. Nhưng mà mình có một thắc mắc, nhìn khẩu súng này sao mà cùi bắp thế nhỉ? Trông cứ cũ cũ rồi lại bẩn bẩn thế nào ấy. Và lúc này đây, anh chàng camera POV tiến đến quan sát máy ghi lại quá trình thực hiện thí nghiệm. Ở đây có tổng cộng 6 video, nhưng anh ta chỉ xem video đầu tiên. Hóa ra đây là video tự sướng của tên tiến sĩ Skibidi. Nhưng đầu tiên, nhìn vào tên tiến sĩ ở phiên bản này, mình thấy nó cứ củ chuối các bạn nhỉ? Nope. Trông cứ làm sao ấy, nhìn như bị móm. Và giờ tên tiến sĩ bắt đầu thực hiện thí nghiệm biến đổi gì đó với một bộ điều khiển được ký hiệu 19 này ở trước mặt. Sau khi kiểm tra lại cameraman không có vấn đề gì, tên tiến sĩ đã mang USB và truyền dữ liệu vào người cameraman. Nhưng ngay sau đó một giây, màn hình điều khiển phát ra thông báo khẩn cấp. Tên tiến sĩ đã đến kiểm tra và phát hiện virus 19 đã được kích hoạt. Một điều vô cùng bí ẩn xuất hiện ở đây. Tại sao lại xuất hiện virus 19 được? Quá khó hiểu đúng không? Các bạn cứ bình tĩnh,
Chuyện gì khó, đã có Boom Game lo. Quá tuyệt vời. Và giờ mình sẽ đi phân tích nhé. Để phân tích, chúng ta sẽ quay lại một chút về thời gian trước đó. Các bạn có phát hiện ra điều gì không? Nope. Hãy chú ý thật kỹ nhé. Trước khi bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm, USB trước mặt tiên tiến sĩ có dòng chữ Controller 19. Nó có nghĩa là bộ điều khiển 19. Nhưng ngay sau khi tên tiến sĩ quay lại phía sau quan sát cameraman, thì lúc này đây, USB đã đổi thành Virus 19. Câu hỏi được đặt ra là, cái quái gì vậy? Chả lẽ mình bị hoa mắt à? Hay là Monster Up làm video lỗi? What? Rõ ràng vừa lấy là Controller 19, mà giờ lại là Virus 19. Ảo thật đây. Xin thưa với các bạn, phải quan sát thật kỹ thời điểm khi tên tiến sĩ chuẩn bị truyền dữ liệu vào cameraman. Hắn đã quay lại về phía sau kiểm tra một giây, và chỉ trong tích tắc, USB từ controller 19 chuyển thành Virus 19. Các bạn đã nhận ra chưa? Chính là do một nhân vật bí ẩn nào đó đã nhanh tay trao đổi hai USB cho nhau. Đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm. Và đến đây thì mình đã nhận ra âm mưu của kẻ lạ mặt đứng sau vụ trao đổi USB này. Có lẽ hắn ta là một người tạo ra thứ virus này, mục đích là để thống trị trái đất. Nhưng hắn ta là ai thì thật sự chúng ta chưa có chút thông tin gì. Và giờ chúng ta tiếp tục phân tích video. Sau khi bị cảnh báo, anh chàng cameraman thí nghiệm ngay lập tức biến thành zombie và tấn công tên tiến sĩ. Và đến đây, chúng ta cũng biết được một thông tin khá quan trọng. Người bị virus zombie đầu tiên trên thế giới chính là anh chàng cameraman. Được. Và video quay lại tự sướng của tên tiến sĩ đã kết thúc. Nope. Anh chàng camera POV của chúng ta rút chiếc USB virus đi. Ngay lập tức, zombie speaker đã kéo đến theo, cùng một lũ zombie đi theo. Lúc này, khẩu súng X-18 mà họ tìm kiếm cũng đã phát huy tác dụng. POV của chúng ta bắn liên tục, hạ liền mấy con zombie camera vớ vẩn. Nope. Nhưng đối với zombie speaker thì súng này lại không có tác dụng nhằm nhò gì. Tưởng chừng như POV của chúng ta sẽ hẹo ở đây, nhưng một lần nữa lại có một anh chàng Astro Toilet đến giúp đỡ. Có vẻ mục đích của họ là bảo vệ khẩu súng và USB. Thế nên camera POV của chúng ta đã rời đi, còn Astro Toilet ở lại giữ chân. Trong lúc rời đi, chúng ta thấy một nhân vật đứng trong bóng tối, giống như có một chiếc mũi khá dài. Liệu hắn ta có phải là người đã đánh cháo USB? Mình khá nghi ngờ về điều này. Nhưng camera POV của chúng ta không có thời gian để xem xét điều đó. Anh ta nhanh chóng rời khỏi khu vực này và lên máy bay cứu viện. Và một điều bí ẩn nữa ở đây, khi anh ấy lên được máy bay, chúng ta phát hiện một nhân vật lạ cũng xuất hiện ở đây. Có vẻ như anh ta là một loại chim hay sao ấy, nó có mỏ. Và nếu đúng như thế thì tên bí ẩn này cũng là cùng một loại, nhưng mỏ của hắn thì dài hơn. Và một điều nữa, vậy thì nhân vật bí ẩn mà đã bay qua rất nhanh ở cuối tập 3, mình có giả thuyết cũng chính là hắn. Theo các bạn thì sao? Còn về nhân vật trên máy bay này, mình cũng không biết chắc chắn là tộc người mới hay là gì. Các bạn có giả thuyết gì thì xin hãy cứ comment nhá. Và cảnh quay hướng đến diễn biến dưới mặt đất, Astro Toilet của chúng ta giờ đây đã bị tên zombie speaker giết chết. Như mình lo sợ rằng anh ta sẽ lại bị biến thành zombie mà thôi. Thật đáng thương cho anh chàng này. Và lúc này, màn hình thiết bị trên tay của camera POV của chúng ta hiện lên. Căn cứ đang bị tấn công, cần khẩn trương ship hàng khẩu 18 này về ngay căn cứ. Và tập phim kết thúc. Đây đúng là một tập phim tuyệt vời. Và trên đây là những phân tích bí ẩn của Boom Game về tập 5 Skibidi Zombie. Còn bạn, bạn phát hiện ra điều gì? Hãy mạnh dạn comment cho mình và mọi người cùng biết nhé. Và bây giờ, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.